Chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá Phủ Miền Tây. Và trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay thì chúng ta lại trở lại với những diễn biến tại sân bóng đá Gia Phú, quận Bình Tân. Giải bóng đá U35 Thành phố Hồ Chí Minh sân 7 mở rộng năm 2023 đã bước vào giai đoạn quyết định và đã giành chiến thắng trước các đối thủ của mình với những tỷ số kịch tính, đặc biệt là trận đấu cuối cùng họ chạm trán với đội bóng Xây Dựng Thiên Khánh. Cú đá rất nguy hiểm, suýt chút nữa thì có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Lão Tướng FC. Bóng trở về với các cầu thủ Lão Tướng FC. Một pha chuyền dài rất chính xác, cơ hội dành cho Quốc Sĩ. Dứt điểm, không bao, bóng đã đập công dọc sông và ra chân vừa rồi của cầu thủ mang áo số vị trí của số 17, quá đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại cơ hội tấn công vừa rồi dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xám. Thêm đường truyền của Phương Savi lên phía trên. Phong Henry rất chính xác, cú như con, dứt điểm, không được. Và kết thúc của tài ác tuy chưa chuẩn xác, vẫn là số 8 tranh chấp thành công. Và đây là Quốc Sĩ, cơ hội dành cho số 17. Dứt điểm ngay, đã chưa đủ hiểm không, quá đáng tiếc. Cơ hội đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Xây Dựng Hoàng Phúc. Tình huống dứt điểm thuộc về Anaki, khoảng trống đã lộ ra và Anaki đã rất nhanh chân để tận dụng cơ hội của mình. Và ghi bàn từ khá sớm dành cho các thủ bên phía Xây Dựng Hoàng Phúc khi mà đồng hồ chỉ mới bước sang phút thứ 12. Bóng trở lại với các thủ bên phía đội bóng Xây Dựng Hoàng Phúc. Cơ hội thêm pha dứt điểm căng, lần này thì Phong Henry vẫn chưa thể thành công. Tuy nhiên họ vẫn chưa hoàn thủ được mạng lưới với hàng phòng ngự dày đặc. Một pha cướp bóng chủ động của mình, BB dứt điểm ngay, không được. Phong Henry lại bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa. Được chuyền lên Minh Đế, đây là vị trí của Ngọc Thạch. Bàn cỏ được chuyền, Minh Đế không kịp, quá đáng tiếc cho pha phối hợp vừa rồi. Khá chính xác, có khoảng trống dứt điểm. Cú đá rất tốt nhưng vừa rồi thì thủ thành Văn Lân là người đã xuất sắc hơn. Lâm Ba Ca, pha thoát đi của Lâm Ba Ca, cơ hội dành cho cầu thủ mang áo số 11 và đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho Xây Dựng Hoàng Phúc. Tỷ số đã là 2-0. Tuyệt vời cho những pha phối hợp vừa rồi của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Cơ hội đã được Lâm Ba Ca tận dụng rất tốt khi anh vào sân thay người thay thế cho vị trí của Phong Henry. Và bây giờ thì Lâm Ba Ca đã làm rất tốt vai trò ghi bàn khi anh len lỏi vượt qua được vị trí phòng ngự của Tấn Tuyết. Các cầu thủ Lão Tướng Henry đã đẩy rất cao đội hình lên trong hiệp một để tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn trước 1-0 từ phút thứ 12. Tuy nhiên họ không thành công và sau khi các cầu như vậy thì đã có bàn thắng sớm dành cho Lão Tướng FC ở ngay những giây đầu hiệp hai. Họ đã có bàn thắng rút ngắn khoảng cách và Minh Đế lại là người có thể ghi bàn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xám. Như vậy thì người ghi bàn không phải là Minh Đế mà là Quang Toản. Cú đá phạt góc của các cầu thủ Lão Tướng FC giúp cho họ có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Thì Quang Toản là người chơi nổi bật với vai trò kiến thiết dành cho các cầu thủ Lão Tướng FC. Bây giờ Lão Tướng FC lại có thêm một quả đá phạt góc nữa. Đào Lượng, Minh Đế dứt điểm treo góc, tỷ số là 2 đều dành cho Lão Tướng FC. Rất bất ngờ, hai bàn thắng liên tiếp của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xám trong vòng chỉ khoảng 4 phút đầu tiên của hiệp 2 đã giúp cho họ gỡ hòa thành công. Đào Lượng, tất cả đều xuất phát từ những tình huống đá phạt góc. Đào Lượng trước đó có một pha di chuyển để đệm bóng cẩn thận và lần này Minh Đế thực hiện một cú đá treo góc rất tốt. Khoảng trống được chọc khe, cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía Lão Tướng FC. Đây là Quang Toản, cú dứt điểm không thành công. Tình huống mà thủ thành Văn Lân đã xử lý tốt. Cơ hội dành cho Đào Lượng, đường chuyền lên rất chính xác. Minh Đế đối mặt, dứt điểm 3-2 dành cho Lão Tướng FC và đó là cú đúp của tiền đạo Minh Đế. Một màn lội ngược dòng ngoạn mục của các cầu thủ bên phía đội bóng Lão Tướng FC khi họ có được 3 pha lập công hiệp 2 này. Và chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha ghi bàn của Minh Đế, đường chuyền rất chính xác của Đào Lượng dành cho vị trí của số 9 Văn Lân. Pha hạ bóng bằng ngực đã tạo ra điều kiện dứt điểm thuận lợi dành cho Minh Đế. Trong khi đó thì xếp vào vị trí thứ hai, các cầu thủ chỉ mới có được 5 lần lập công mà thôi. Một pha phạm lỗi nữa và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt nên cơ hội để cho các cầu thủ Lão Tướng MC có được bàn thắng gia tăng khoảng cách. Cú đá chính xác của Đào Lượng và tỷ số đã được nâng lên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lão Tướng MC. 4-2 là cách biệt lúc này. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá phạt nền chính xác của Đào Lượng để giúp cho các thủ bên phía đội bóng Lão Tướng MC gia tăng khoảng cách lên thành 2 bàn. Lúc này thì khó khăn đang thuộc về các thủ Xây Dựng Hoàng Phúc. Chúng ta cùng xem lại quả đá lại. Đào Lượng cũng dứt điểm rất chính xác. Lần này thì anh dứt điểm về bên phía phải khung thành và tiếp tục đánh lừa được thủ thành Văn Lân. Lỗi thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng áo xám và trọng tài lại chỉ tay và chấm phạt nền.
mặt đền dành cho các thủ áo đỏ. Dứt điểm, cú đá không thành công, bóng vừa dội điểm nối sang ngang một không dòng sân đang tiến dành cho An Aki. Cơ hội rất tốt để cho các thủ bên phía lậu bên phía xây dựng Hoàng Phúc có thể rút ngắn khoảng cách nhưng họ lại bỏ lỡ thời cơ vàng vừa rồi. Quả phạt đền được thực hiện không thành công, quả đáng tiếc dành cho An Aki. Và kèo bóng khéo léo của số 8 và cơ hội tiếp theo dành cho các thủ lao tướng MC của tiểu bóng. Minh Phước lại không có được pha băng lên và vừa rồi thì vị trí của Viết Trung cũng bị lỡ đà. Đường truyền của Phong Henry dứt điểm, Phương Sa Vi là người ghi bàn. Tỷ số được xin đổi bàn, Long Ba Ca là người ghi bàn. Tỷ số được tạm thời sụp ngắn xuống còn 3-4 dành cho đội bóng xây dựng Hoàng Phúc. Trận đấu vẫn sẽ được tiếp tục với những sự kịch tính cao độ ở những phút cuối trận đấu này khi mà tỷ số khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là một bàn thắng. Và phối hợp rất tốt của các thủ môn phía đội bóng xây dựng Hoàng Phúc để ghi bàn thắng thứ ba của mình. Tiền bàn vẫn cho thấy sức mạnh của mình nổi lên là một ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vô địch. Cơ hội không vào, tình huống kết thúc rất nguy hiểm nhưng không có bàn thắng. Đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xám. Sau tình huống bỏ lỡ của Ngọc Thạch thì Đào Lượng đã dứt điểm thành công. Một pha dâng lên sức nhanh của số 14 để kết thúc và đã mang về bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ lão tướng MC. Và xoay sở không thành công của cầu thủ áo số 3 vào quả đá biên tiếp theo. Cơ hội nữa dành cho Minh Đế đối mặt. Bàn thắng có dành cho Minh Đế hay không? Hattrick dành cho Minh Đế. Pha lập công thứ 3 của Minh Đế trong trận đấu và cũng là bàn thắng khép lại trận đấu bán kết 1. Thắng lợi về tỷ số trong cuộc 6-3 thuộc về lão tướng MC. Với kết quả này thì đội bóng áo xám sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của mình và đối thủ của họ là có thể là câu lạc bộ FC Điện Bàn.